xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. Một tử vi hàng ngày của tuổi Tý công việc vận trình công việc của những chú chuột trong ngày hôm nay diễn ra gặp đủ tai ương. Tuổi tỷ làm việc nhưng lại không tìm được giải pháp tối ưu để giải quyết rắc rối mình đang gặp phải. Đến lúc tâm trạng không tốt lại không kiểm soát được cảm xúc của mình nên khiến mọi việc càng nan giải hơn. Tình cảm Vận trình tình cảm chịu nhiều tổn thương. Người tuổi tỷ không chịu được cảm giác khi sống chung với người mình thương nhưng đối phương lại không có một chút nỗ lực để thấu hiểu cảm thông với mình. Tài chính Phận trình ta lọc mắc sai lầm, kiếp tài đeo bám có thể khiến cho con giáp này đưa ra những quyết định tài chính sai lầm. Cẩn trọng, không nên trách móc người khác khi chính bản thân còn thiếu sót. Tuổi giáp tý vội vàng mù quáng có thể gây ra sai lầm. Tuổi bính tý tiền bạc hao hụt nên thận trọng trong chi tiêu. Tuổi mậu tý nên học cách lắng nghe nhiều hơn. Tuổi canh tý đánh giá vấn đề trên nhiều phương diện. Tuổi nhâm tý nên hạ cái toi của mình xuống. Con số may mắn số 36, số 65, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân. Hai, tử vi hàng ngày của tuổi Sửu, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra cần vững vàng hơn. Tử vi ngày hôm nay nhắc nhở con nhắc này cần phải cố gắng nỗ lực hết mình khi đối diện với khó khăn. Đây có thể là bài học sườn máu mà người tuổi sủ cần phải khắc ghi suốt đời để sau này không gặp lại việc cũ. Tình cảm Vận trình tình cảm gây gắt mâu thuẫn, người tuổi sủ không quá khéo léo trong việc tìm cách để dung hòa cho các mối quan hệ trong nhà. Đối phương tỏ ra thất vọng về con giáp này cuối cùng dẫn tới những kết quả đáng buồn. Tài chính, vận trình tài lộc bất ổn, kiếp tài xuất hiện cho thấy con giáp này có thể để cái lợi trước mắt khiến mình lạc đường. Cẩn trọng, không nên cố chấp làm những điều người khác không muốn. Tội ất sủ, dễ vướng bao mâu thuẫn với lãnh đạo. Tội đinh sủ, trở nên cứng đầu cứng cổ. Tội kỵ sủ, chưa thật sự thoải mái khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Tuổi, tân sủ, quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu nhau. Tuổi, quỷ sủ, mối quan hệ tình cảm có nguy cơ rạn nứt. Con số may mắn số 12, số 75, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ tuổi mão. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dần, công việc. Vận trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra với đủ rắc rối. Hòa tiểu nhân đeo bẩm khuyên người tuổi dần không nên vội vàng tin tưởng hay đặt niềm tin ở những người mình mới quen. Sự quan sát tinh tế, cách nhìn người chính xác sẽ giúp bản mệnh phân biệt đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu. Tình cảm vận trình tình cảm vô cùng tươi sáng, người tuổi này và nửa kia có được sự chia sẻ cũng như cảm thông, hạnh phúc mỗi ngày được bồi đắp thêm chút, nhờ đó mà mỗi quan hệ có thể kéo dài lâu. Tài chính, vận trình tài lộc bất ổn, người tuổi dân nên học cách chi tiêu tiết kiệm, chỉ mua những món đồ mà mình thấy thật sự cần thiết. Cẩn trọng, sức khỏe sa xúc thấy rõ thông qua việc ăn uống không ngon. Tuổi giáp dần cẩn thận nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại. Tuổi bính dân, hãy dũng cảm đối mặt với kẻ xấu. Tuổi mậu dân, nên mạnh dạn thử sức ở những công việc chưa từng. Tuổi canh dân, cần lập kế hoạch chi tiêu tiết kiệm và hợp lý. Tuổi nhâm dân, gia đình chính là điểm tựa vững chắc của bạn. Con số may mắn số 11, số 52, màu sắc may mắn, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra có bước tiến mới. Chính quan xuất hiện đảm bảo cho con giáp này về con đường thăng quan tiến chức. Chưa kể, bản mệnh cũng đã tự tin hơn về năng lực cũng như bản lĩnh của mình nên không dễ khuất phục trước khó khăn. Tình cảm Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn, tam hội cục soi đường dẫn lỗi giúp cho người độc thân mau chóng tìm được người thương yêu mình thật lòng. Các cặp vợ chồng cũng thêm gắn bỏ hơn nhờ việc chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau. Tài chính, vận trình tài lộc từ sản, người tuổi này tốt nhất nên tìm cho mình cách kiếm tiền khác bên cạnh nguồn thu nhập chủ động. Cẩn trọng, nên mạnh dạn đối mặt với khó khăn và rắc rối tuổi ất mão xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa tuổi đinh mão tinh thần xa xúc ảnh hưởng tới quá trình làm việc tuổi kỷ mão đồng tiền trải vào tuổi một cách ổn định tuổi tân mão sức khỏe chưa được cân bằng tốt tuổi quỷ mão chú ý giữ gìn sức khỏe tránh làm việc quá sức con số may mắn số 37, số 23, màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi mùi 5. Tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra không quá xuân sẻ. Tử vi ngày hôm nay cho biết với sự xuất hiện của tỷ kiên nên người tuổi này có thể sẽ đánh mất sự tỉnh táo khi cần thiết. Người tuổi thân nên nhẹ nhàng trong cách giao tiếp hơn. Tình cảm Vận trình tình cảm đón nhiều tin vui thình dần tương hội là thời điểm thích hợp để con giáp này bày tỏ tình cảm với nửa kia. con giáp này cũng không ngờ rằng mình có thể đón nhận hạnh phúc nhanh như vậy. tài chính vận trình tài lộc rực rỡ, con giáp này có thể sẽ tìm được nguồn thu nhập phụ bằng những nghề làm thêm. cẩn trọng mưu quán không nên dễ dàng tin cậy bất cứ ai. tuổi giáp thân sẵn sàng bắt tay vào công việc. tuổi bính thân làm việc bất cẩn tạo ra sơ hở cho kẻ tiểu nhân lợi dụng. Tội màu thân, quyết tâm đương đầu với thử thách. Tội canh thân, tình cảm lửa đôi trải qua nhiều mâu thuẫn. Tội nhâm thân, gia đình tiếp thêm cho bạn lòng dũng cảm. Con số may mắn số 6, số 9, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tội thân. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc Phần trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen. Tử vi ngày hôm nay khuyên người tuổi tỵ nên trấn tỉnh lại thái độ, tâm trạng làm việc của mình. Nhìn nhận lại vấn đề cũng không kém phần quan trọng, nó quyết định tới tiến độ công việc lẫn các mối quan hệ xung quanh bạn. Tình cảm, phần trình tình cảm dậm chân tại chỗ, Cục diện tương hại khiến cho người tuổi tỵ không đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định khôn ngoan trong tình yêu. Bức bỏ dồn nén trong người nên mệt mỏi, căng thẳng là chuyện dễ hiểu. Tài chính Vận trình tài lộc không tệ, người tuổi này có thể thoải mái chi tiêu chứ không cần phải lo nghĩ như khoảng thời gian trước. Cẩn trọng, không nên để thực tế phủ vàng khiến bản thân thêm mệt mỏi và căng thẳng. Tội, ất tỵ nhận được lương thưởng nóng vì đóng góp của mình. Tội đinh tị chưa tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp. Tội kỹ tỵ vạch ra những hướng phát triển đúng đắn. Tội tân tỵ cố gắng khôn khéo và giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Tội quý tỵ hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân. Con số may mắn số 13, số 42, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 7 tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối ổn thỏa các kế hoạch đã bổ từ lâu dần đi vào hoạt động khuôn khổ và có thể đem lại cơ hội tiến thân cho người tuổi này bản mệnh nên tranh thủ thời gian rảnh để đọc thêm sách báo bồi dưỡng kiến thức cho mình tình cảm vận trình tình cảm được người ủng hộ chuyện tình yêu ngọt ngào từ sáng khi có quý nhân tam hợp xuất hiện còn giáp này hoàn toàn có được cảm tình của người mình thương mến, tiến xa chỉ là chuyện sớm muộn. Tài chính, vận trình tài lộc sáng rõ, tiền bạc không còn là gánh nặng hay vấn đề cần lo lắng như khoảng thời gian trước. Cẩn trọng, cố gắng giữ chặt cơ hội mình đang có chứ đừng nên chủ quan. Tuổi giáp ngọ gặp nhiều điều thuận lợi trong công việc. Tuổi bính ngọ khó khăn trồng chất gây khó khăn cho mình. Tuổi mậu ngọ gặp được đối tác khách hàng đầy triển vọng, tuổi canh ngọ, thích hợp để mở rộng kinh doanh ký kết hợp đồng, tuổi nhâm ngọ, nên xuất hành, theo các hướng quan đạo. Con số may mắn số 19, số 8, màu sắc may mắn màu trắng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mão. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra không quá nổi bật, người tuổi mùi cần phải thay đổi tư duy làm việc và nhìn nhận vấn đề trước mọi vấn đề đang xảy ra trước mắt. Đây là thời điểm để bản mệnh, đọc sách, lắng nghe, quan sát nhiều hơn là xúc tiến các kế hoạch. Tình cảm, vận trình tình cảm gặp nhiều biến động. Tử vi ngày hôm nay dự báo chỉ có một chút chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho người tuổi này và nửa kia tranh cãi gay gắt. Có lẽ cả hai đều phải thiếu sự kiên nhẫn cho nhau nên cần phải có sự bình tĩnh, nhẫn nhịn để có thể dung hòa mọi quan hệ này. Tài chính, vận trình tài lộc gặp khó, kiếp tài xuất hiện cản trở các ý định kiếm tiền của người tuổi mùi. Cẩn trọng, sức khỏe không khả quan, hạn chế sử dụng chất kích thích. Tuổi ất mùi nhận được sự yêu mến của mọi người. Tuổi đinh mùi luôn được giúp đỡ khi gặp khó khăn tội kỷ mùi nhiều người phải lòng bạn vì tính cách tinh tế tội tân mùi không cần vội vàng đưa ra quyết định tội quý mùi chuyện tình yêu trải qua nhiều nỗi buồn con số may mắn số 4 số 5 màu sắc may mắn màu xám màu hồng quý nhân phù trợ tuổi mão chính tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi đáng mơ Tuổi thân thông minh và nhạy bén. Bản mệnh hoàn toàn có thể thực hiện tốt các việc đã vạch ra nếu quyết tâm thật sự. Tuy nhiên, nếu muốn kỳ dấu ấn mạnh mẽ trong mắt những người xung quanh thì đừng quên việc tạo dựng mối quan hệ cũng quan trọng không kém. Tình cảm, vận trình tình cảm, lạnh nhạt phôi phai. Dần thân, tương xung cho biết người tuổi này đang tỏ ra hơi hợp với cảm xúc của người bên cạnh mình không ai trong hai người cảm nhận sự tình yêu và ấm áp trong mối quan hệ này. Tài chính, phần trình tài lộc sáng giá, thực thần nâng đỡ giúp cho người tuổi thân tự tin hơn ở khả năng kiếm tiền của mình. Cẩn trọng, không phải lúc nào cơ hội cũng bày ra trước mắt mà hãy cố gắng học cách nắm bắt nó. Tuổi giáp thân, tràn đầy cảm hứng trong công việc. Tuổi bính thân, lời nói khó nghe làm tổn thương những người xung quanh. Tuổi mậu thân, Đừng quá ảo tưởng về mọi thứ Tuổi canh thân Cấp trên khiển trách khiển tinh thần suy sụp Tuổi nhầm thân Học cách đặt mình vào vị trí của người khác Con số may mắn Số 36, số 79 Màu sắc may mắn, màu đỏ, màu vàng Quý nhân phù trợ, tuổi thân 10. Tử vi hàng ngày Của tuổi giàu, công việc Vận trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra gặp chút bất ổn. Người tuổi dậu làm việc bất cẩn lại đề cao cá tôi quá mức nên có thể sẽ gặp nhiều tai họa trong vài ngày tới. May mắn nhờ có sự hỗ trợ của quý nhân mà bản mệnh có thể mau chóng giải quyết các vấn đề đang tồn tại. Tình cảm, vận trình tình cảm tránh nên gian vặt, chuyện gì đã qua thì đã là quá khứ việc lôi lại để kể lễ dằn xé lẫn nhau vốn là điều không nên bản mệnh nên trân trọng hạnh phúc mình đang có nếu không muốn sau này phải hối hận tài chính vận trình ta lộc bấp bên con giáp này cũng đang tự trách mình vì không có khả năng quản lý tiền bạc tốt cẩn trọng cố gắng giữ sự bình tĩnh chứ đừng đụng chuyện là bực tức hay nóng giận tội ất dầu gia đình tồn tại nhiều mâu thuẫn tội đinh dậu tìm ra vấn đề và khắc phục ngay. Tội kỹ dậu, không nên đổ lỗi cho người này người kia. Tội tân dậu, còn lười biếng và nhẹ dạ cả tinh. Tội quỷ dậu, vợ chồng đưa ra cách nuôi dạy con cái khác nhau. Con số may mắn số 31, số 49, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuốt, công việc, vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra không quá hoàn hảo. Tử vi ngày hôm nay khuyên người tuổi tuất nên tránh cầu toàn hay hoàn hảo bất cứ việc gì hay ai đó. Vì tỷ kiên xuất hiện cho biết những sai lầm trong hiện tại có thể gây ra những tai họa nghiêm trọng ở tương lai. Tình cảm, vận trình tình cảm, tiến thêm bậc mới. Tuất dần bản hợp cho biết người tuổi tuất sắp sửa đưa ra quyết định quan trọng đó có thể là quyết định về chung một nhà với người ấy. Bởi lẽ tình yêu của cả hai cũng đã sâu đậm và thẩm thiết. Tài chính Vận trình tài lộc kém rõ ràng, người tuổi này nơ xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng, khoa học để cải thiện vấn đề tiền bạc. Cẩn trọng, tránh để cái tôi hay cảm tính quyết định quá nhiều việc. Tuổi giáp tuất sẵn sàng thực hiện các kế hoạch của mình. Tuổi bính tuất nên mạnh dạn đối mặt với khó khăn và thử thách tuổi mậu tuất hãy dùng cảm bày tỏ tình yêu của mình tuổi canh tuất quan hệ tình cảm được nhiều người ủng hộ tuổi nhâm tuất bất đồng quan điểm trong quan hệ vợ chồng con số may mắn số 11, số 70, màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi dân. 12. tử vi hàng ngày của tuổi hại công việc Vận trình công việc của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối bận rộn. Tử vi ngày hôm nay cho biết người tuổi này làm việc lao lực mà chẳng được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sự nỗ lực và làm việc không nghỉ ngơi ấy sẽ đổi lại cho con nhấp này những thành tựu đáng giá và tương xứng. Tình cảm Vận trình tình cảm, may mắn rực rỡ, lục hợp quý nhân xuất hiện trao cho người độc thân một người tâm đầu ý hợp bản mệnh không cần phải thay đổi điều gì bởi lẽ đối phương không quá quan tâm điều gì thứ họ yêu chính là con người của bạn tài chính vận trình tài lộc tăng tiến con giáp này cũng không cần phải quá lo lắng nhiều vì tiền bạc đã dư giả hơn trước cẩn trọng tránh suy nghĩ bi quan tiêu cực khi có bất cứ vấn đề nào xảy ra tội ất hại công việc tiến triển không được thuận lợi tội đinh hại tránh hành động một cách nóng nảy tội kỹ hài, bình tĩnh lắng nghe và phân tích vấn đề tội tân hài đừng để kẻ thứ ba có cơ hội chen chân tội quý hài giảm bớt lo lắng khi mâu thuẫn vợ chồng được gỡ bỏ kịp thời con số may mắn số 2, số 20, màu sắc may mắn màu hồng quý nhân phù trợ tuổi sổ.